Hello, Will. Ok, ok. Sao mày xấu quá vậy? Một cái cậu ok. Để cái cổ mày lại. Rồi, nón khác để vô. Còn còn cái màu hồng á, để vô cho nó luôn đi. Dạ. Sáu cái luôn. Ờ, đã quá. Will. Kêu này ai? Kêu này nè nè. Ui. Cười đâu? Thôi cái vụ mà cười đâu? Tôi đợi nón hoài vậy hả? Mà cười đâu? Mà làm mưa trường, không không? Có đâu đó? Cười cái. Ờ, nè. Trời ơi. Này nó trắng mà thấy nó cứng cáp hơn bữa đó. Rồi à, cái còn kia cái kia. Nữa. Còn cái cuối nữa. Để đó, để đó. Lisa đâu? Con lấy cái đồ đi chùa của con á, cái đồ màu vàng vàng. Đó, đứng kia. Có thể ngồi cũng được nữa, có thể. Đi. Nào lên. Con đẹp kìa. Lisa cũng đẹp. Đó, đó đồ đi chùa đó, con không mà. Đồ, cái khăn cái khăn đâu khăn đó giống bé gì không bé gì cũng có khăn chè giống đó đó, đó 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 rồi con nhìn bác nè đánh cá Will đó hai chị em đó ừ yeah, dễ thương không ừ. Em đi chùa hương rồi bộ khác của nó đâu để vô một bộ thôi mà không hai bộ á. Còn cái nón nữa vậy hả? Không, cái đó thì sao? Còn cái màu kem, cái nón màu kem ở trên cái ghế kìa. Không, cái đó của mẹ mất. Ừ, cái nón màu kem trên ghế. Người mẫu Lisa. Đây. Nè. Ủ. Đội cái này phải tháo kẹp ra. Dạ. Đó. Đó. Ờ hả? Giống như hàng mặt tự. Đó. Hàn Quốc á. Dạ. Yeah. Đừng có chợ mắt ngồi xuống, nó chợ mắt lên. Đó Hàn Quốc á. Ờ hả. Thử cái bộ đi chùa, lấy cái khăn đi chùa với lại cái này coi con Will. Để cho nó mix xíu má xíu không? Anh ơi. Chưa có hai nóng đâu hả? Cho nó 10 phút đi. Đó. Rồi đó. Ủ gì yeah. Vẫn đủ kiểu không? Uh-huh. Còn nón nào cũng quy rồi để vô luôn. Thôi đủ rồi. Tháo cái nón rồi. Để giờ sát đó rồi. Bây giờ nón okay. Xanh với kem nè là khác mèo. Ồ, lấy thử cái nón xanh này của để cho Lisa không? Lisa đó. Để lên coi. Để lên đội. Dạ. Xong được kiểu mới. Đó Lisa. Rờ tay được không? Không anh cứ nhắm để 15 phút đi. Tại vì 200 độ nó không có cháy gì hết á. Đó. Rồi được rồi.